và yếu tố cả cấu trúc lẫn yếu tố cảm xúc, thì các bài trình bày mình nó sẽ hay hơn. Có thể là em muốn nói ra cái lời nào nó phải có nghĩa là mình nhất quán từ cái lời mình nói cho tới cái biểu cảm mình bên ngoài. Và mỗi cái câu nói của mình trước đây là em hay theo cái thói quen là mình cứ hay bị cuốn nói. Nhiều lúc cái miệng mình phát ra cái từ đó nhưng mà mình đang hăng quá, thành ra tự nhiên mình nói nó một hồi mình cứ kéo xa đà, mình hăng mà mình không hăng không chủ đích á. Thế là mình cứ bị xa đà như vậy. Thì bây giờ là muốn tập lên để làm sao để có mình điều tiết và mình hiểu được mình đang nói cái đó. Mình đang trình bày vấn đề đó và mình điều tiết chủ động được. Và mình có thể là truyền được cái cảm xúc hơn khi mà mình nói một cái vấn đề nào. Thông thường một người thuyết trình giỏi, một người thuyết trình truyền cảm hứng, họ cần phải nhận biết được là họ đang thuyết trình cái gì, họ đang nói cái gì, và họ sẽ nói cái gì, và họ nói như thế nào. Còn khi mà chúng ta đang ở trong trạng thái là chúng ta nói mà nhiều khi chúng ta tuôn trào theo dòng cảm xúc của mình, nhưng mà mình thật sự là mình không có biết là mình đang nói gì á, thì đó là rơi vào trong một trạng thái là tương đối vô định. Tức là mình nói nhưng mà mình không biết là mình đang nói cái gì và mình sẽ nói cái gì. Nói xong là nhiều khi mình quên hết, hoặc là mình nói xong một thời điểm xong mình không biết là mình đang nói cái gì vậy. Cái thông điệp mình đang thực sự muốn truyền tải là gì? Cái điều này là mình bị vướng ở chỗ là do yếu tố cấu trúc của một bài thuyết trình và nội dung của bài thuyết trình đó. Cái cấu trúc bài trình bày chị Hoài Nhi hình dung là nó giống như là cái xương sườn mình đó, cái cột sống mình vậy đó. Trong cái cột sống của mình thì có rất nhiều cái xương sườn. Còn cái nội dung đó chính là cái thịt đắp vào cái xương sườn đó. Việc mà mình thuyết trình mà không có cấu trúc, không có cái thông điệp chính đó, nó giống như việc là chúng ta đổ nước xuống sàn nhà vậy đó. Thì đổ nước xuống sàn nhà như vậy thì nước nó sẽ lan, nó sẽ lênh láng ra hai bên, nó đi khắp nơi, mình không có kiểm soát được. Còn khi mình thuyết trình có cấu trúc á, giống như việc là mình đổ nước vào trong một cái khay đá, và cái khay đá đó có cái khuôn mẫu sẵn, thì khi đó là cái nước nó không bị tràn lan ra ngoài mà nó đi đúng theo cái khuôn. Vậy thì khi mà chúng ta thuyết trình á, mà có khuôn á, nó giúp cho người nghe dễ dàng để theo mình, dễ dàng để nhớ, dễ dàng để hiểu, và dễ dàng để mà làm theo điều mà mình nói. Vậy thì á, trong mô đun số 2 này chúng ta sẽ có những học phần liên quan đến cấu trúc bài trình bày và cách để chúng ta thiết lập một bài trình bày sao cho nó ngắn gọn, súc tích nhưng đầy đủ thông điệp. Thì cái phần này là chị Hoài Nhi lưu tâm. Tại vì á, nếu như mình trình bày bởi yếu tố cảm xúc không thôi á, mà không có yếu tố logic vào đó, thì người nghe sẽ không hiểu. Mặc dù là họ sẽ hào hứng đó nhưng mà ta không hiểu. Hoặc là người ta hào hứng tại thời điểm đó thôi, chứ người ta không được thuyết phục. Vậy thì phải yếu tố cả cấu trúc lẫn yếu tố cảm xúc thì các bài trình bày mình nó sẽ hay hơn. Trong mô đun số 2 chúng ta sẽ tập trung vô cái việc là ngoài ngữ điệu giọng nói, ngoài giải phóng ngôn ngữ cơ thể, thì nó còn giúp chúng ta củng cố về mặt cấu trúc và mặt nội dung. Trong các bài trình bày của chị Hoài Nhi, một trong những điểm mà mình cần phải lưu tâm, yếu tố cảm xúc thì có rồi, cái tâm huyết là có rồi, chỉ là mình phải chắt chiu về mặt nội dung hơn, phải xác định được đâu là thông điệp chính của bài trình bày đó. Mình phải trả lời được câu hỏi là sau cái bài trình bày này tôi muốn người nghe hiểu điều gì, tôi muốn người nghe nhớ cái gì, và tôi muốn người nghe làm cái gì. Mình phải trả lời được câu hỏi đó. Bản thân mình trước khi thuyết trình mình phải trả lời được câu hỏi đó. Vậy thì khi mà mình trả lời câu hỏi đó rồi ấy, đó là cách rất là nhanh để mình lên nội dung của bài thuyết trình. Và tất cả những ý phụ xung quanh nó chỉ làm cho bổ trợ cái ý chính đó lên, bổ trợ để chúng ta đạt được cái mục tiêu hành động của người nghe nó hơn. Thứ nhất, nội dung. Thứ hai, cấu trúc. Cái thứ ba là đúng là cái điểm liên quan yếu tố là làm thế nào được tạo được cái cảm hứng, cảm xúc cho người nghe. Để mà tạo được cảm hứng, cảm xúc cho người nghe thì có hai yếu tố rất là quan trọng cần phải tập trung vào. Yếu tố thứ nhất đó là cái ngữ điệu giọng nói của mình. Thì trong cái mô đun số 2 nó có đến 5 chiến lược ngữ điệu giọng nói. Trong trường hợp mà chị có những đoạn mà chị nói nhanh đó, thì cần phải dừng lại. Có những đoạn nói chậm thì cần nói nhanh lên. Có những đoạn mà chúng ta cần nhấn để tạo ra thông điệp chính, nhấn để tạo ra cái điểm thu hút. Thì trong một bài trình bày ấy, chúng ta cần phải thay đổi liên tục. Cái yếu tố thứ ba là yếu tố then chốt.
Đó là trong mỗi một bài thuyết trình, để mà chúng ta thuyết phục được người nghe, thuyết phục là thuyết phục trái tim của họ, đi vào trong trái tim của họ, đó chính là cái sự tâm huyết của mình vào cái bài trình bày đó. Cái bài bài hát mà chị hát về người thầy ấy, tại vì chị đặt cái cảm xúc mình vào trong bài hát đó, cho nên bài hát đó dù là mình hát không hay bằng ca sĩ, nhưng mà nó truyền đi một cái cảm xúc tích cực đến người nghe. Người ta nghe người ta có cảm xúc. Vì sao có cảm xúc? Bởi vì mình đặt cái tâm huyết mình vào đó, mình đặt cái trái tim mình vào đó. Thì ở trong những bài trình bày tiếp theo, hãy đặt cái cảm xúc, đặt tâm huyết của mình vào trong bài trình bày. Mà để đặt tâm huyết vào trình bày thì mình hãy chọn cái chủ đề nào mà mình thật sự tâm huyết, thật sự yêu thích, thật sự có cảm xúc với nó, thì nó sẽ giúp cho mình gia tăng tính cảm xúc trong bài trình bày hơn. Và khi mà mình đã đong đầy cảm xúc rồi thì cảm xúc đó nó sẽ có khả năng lây lan sang cho người nghe. Còn mình mà không có cảm xúc bài trình bày của mình thì mình biết rồi đó, là người nghe cũng không có cảm xúc luôn. Một trong những điểm mà chị làm rất là tốt từ bài số 1 đến bài số 7 đó chính là ngôn ngữ cơ thể của chị thay đổi rất là nhiều. Cái đôi bàn tay chị sử dụng linh hoạt hơn rất là nhiều. Cho nên á, chị để ý là khi mà chị hát chị cũng thể hiện ngôn ngữ cơ thể, đúng không? Khi mà hát cũng có ngôn ngữ cơ thể trong đấy, hay là khi mình nói mình cũng có ngôn ngữ cơ thể trong đấy. Thì hiện tại ngôn ngữ cơ thể mình á, nó đã đưa lên một tầm cao hơn rồi. Bây giờ mình sẽ làm sao cho cái việc sử dụng ngôn ngữ cơ thể đó nhiều trở thành ngôn ngữ cơ thể đẹp hơn, có chủ đích hơn, đẹp hơn và có chủ đích hơn. Bây giờ là đã nhiều rồi, ở chỗ chị Hoài như là ngôn ngữ cơ thể đã có rồi, giờ làm sao nó đẹp hơn. Có nhớ được 6 đặc tính của ngôn ngữ cơ thể không? Đa dạng, đồng nhất, ha, có chủ đích, ha. Và đặc tính thứ 5 là tính thẩm mỹ, tính đẹp. Thì mình làm sao cho nó đẹp hơn. Và để mà đẹp như vậy thì chúng ta phải học cách vung tay ra. Vung một tay thì vung làm sao, mà vung hai tay thì vung làm sao. Ngôn ngữ cơ thể đối xứng là ngôn ngữ cơ thể sao? À, bên trái là tay trái, bên phải dùng bên tay phải, trong ngoài, ha, nó đẹp, nó mới đẹp được. Còn mình không nhớ các ba chiến lược đầu tiên thì rất là khó. Chiến lược 1 là one hand, chiến lược 2 là two hands, chiến lược 3 là đối xứng, nha. Về nhà rèn ba chiến lược đó để nâng cái ngôn ngữ cơ thể mình lên một bậc mới. Mình đang có một cái sự thoải mái trong việc sử dụng ngôn ngữ cơ thể rồi. Mình đang có thói quen sử dụng ngôn ngữ cơ thể rồi. Mình tận dụng cái cơ hội đó, chuyển nó lên một bậc cao mới là đẹp hơn. Đồng nhất hơn. Đồng nhất với cái ngôn từ mình dùng. Và cái điểm đó nó sẽ giúp cho chị ở level 2 này lên một tầm cao mới nếu mà rèn được. Với cái kỹ năng này là nó sẽ giúp cho chị rất là nhiều. Tiếp tục rèn luyện nha.